kẻ bắt nạt. Mỗi ngày các em đến trường để vui chơi, học hành cùng với bạn bè. Hãy nhớ rằng mỗi ngày các em đều rất là đặc biệt. Ở trường, thường có những bạn hay ra sức ăn hiếp, chọc ghẹo, nói những lời không hay với các em và thậm chí còn đánh các em nữa. Dù lớn hay nhỏ, 3, 4 hay mười mấy tuổi, ở tuổi nào cũng có những bạn hay bắt nạt như vậy. Câu chuyện kể về một cậu bé tên là David. Một ngày nọ, cả lớp đang ra chơi thì một anh chàng hay bắt nạt lại đến ăn hiếp cậu bé này. David là một cậu bé có cuộc sống hạnh phúc, cậu ấy rất tốt bụng và thân thiện với bạn bè. Trong lúc vui chơi cùng các bạn, cậu ấy luôn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình mà chẳng bao giờ than phiền gì hết. Anh chàng Billy thì khác, cậu ta luôn muốn mình phải được chơi ngay lập tức, dù biết rằng điều này không đúng. Billy nóng vội đến nỗi cậu ấy không thể chờ thêm được nữa. Billy thích trèo lên khung leo theo ý của mình. Việc này khiến cho các bạn Sarah và Halo vô cùng hoảng sợ. Billy kêu David bằng một cái tên khác xấu xí, tục tiểu, khiến cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Điều này làm cho David lo sợ và cảm thấy xấu hổ với bạn bè mình. Billy chạy nhanh đến đầu hàng, thấy David đứng đó và thế là cậu ta chen ngang ngay trước mặt David. Thật sự, Billy làm việc này chẳng hay chút nào. Billy nổi đóa lên, gương mặt cậu ta đỏ bừng bừng rồi hét lớn như muốn đánh vào mặt của David vậy. Cậu thấy không David, đây là những điều cậu đáng phải nhận khi để cho bọn con gái xếp hàng trước. David vẫn giữ bình tĩnh và không nói tiếng nào, nhưng những lời nói đó cứ vọng lại trong đầu của David. Chúa ơi, xin bảo vệ con và giúp Billy nhận ra rằng ích kỷ với mọi người và với con là điều không tốt. Xin Chúa cho con biết cách bày tỏ tình yêu Ngài với bạn con và giúp con cũng yêu thương bạn Billy nữa. Xin Chúa giúp con yêu thương những người bạn được Chúa yêu, vì chính điều này sẽ khiến cho người khác thấy được tình yêu thương của Ngài. Con sẽ kêu cầu Chúa Giêsu, Ngài là đấng mà con hằng kính yêu, mong chờ và ca ngợi. Chúa Giêsu cứu con khỏi những người thù ghét, bảo vệ và che chở con mỗi ngày. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ở với chúng ta luôn luôn, vậy hãy mạnh mẽ và can đảm, đừng e ngại hay sợ hãi nữa. Đừng lấy điều ác đáp trả điều ác, nhưng hãy yêu thương người thù ghét em như yêu thương chính bản thân mình. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu luôn dạy chúng ta. Hãy yêu người gần gũi em như yêu thương chính bản thân mình. Không có điều gì lớn hơn tình yêu thương của Ngài. Đừng chọc ghẹo, đừng gọi tên bạn mình một cách khó nghe và cũng đừng chen lấn bạn mình trong lúc chơi đùa. David nhớ những điều học được từ Chúa Giêsu. Hãy đối xử tốt với thiếu nhi của ta trong cả lời nói và suy nghĩ. Hãy tâm sự với một ai đó, có thể là bố em, mẹ em hoặc là bạn em. Họ sẽ là người giúp các em giải quyết được những vấn đề và rồi việc bắt nạt trong trường học sẽ không còn nữa. Chúa Giêsu khiến cho mỗi người trong chúng ta trở nên đặc biệt trong cách đối xử riêng của mình. Vì vậy, chúng ta cần phải đối xử tốt với người khác trong cuộc sống hàng ngày. Cô giáo gặp Billy và nói với cậu ta rằng, em không được ích kỷ với bạn bè nữa. Chúa Giêsu phán với chúng ta rằng tất cả mọi người trong chúng ta đều là anh chị em với nhau. Sau đó, Billy đến gặp David và nói cậu ta rất hối hận và có lỗi vì cậu ta quá ích kỷ với mọi người. Cậu ta hành động mà không hề suy nghĩ. Điều này gây ra một hình ảnh không đẹp đẽ tí nào. Những bạn hay bắt nạt người khác thường không có niềm vui, nên các bạn ấy đều muốn giấu đi điều này. Các bạn ấy cần có tấm lòng đầy yêu thương như Chúa Giêsu. Ngài sẽ yêu thương, tha thứ và hướng dẫn các bạn ấy trong cuộc sống. Không phải dễ dàng để làm được điều này, nhưng chính Chúa Giêsu sẽ chỉ dạy chúng ta. Những bạn nào đối xử không tốt với các em, các bạn ấy cần được tình yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ ngay hôm nay. Em có thể cầu nguyện. Kính lạy Chúa, hôm nay con xin cầu nguyện cho bạn. Xin giúp con đối xử tốt với bạn, dù đôi khi điều này thật khó cho con. Bạn con không phải luôn tử tế với con, và đôi lúc còn làm con sợ hãi nữa. Xin Chúa chỉ cho con một người có thể giúp đỡ con, bảo vệ con và cũng giúp đỡ bạn con thay đổi. Con cảm ơn Chúa thật nhiều, muốn thật hết lòng.